Áo lính Tây Nguyên. Xin chào các bác. Xin giới thiệu tiếp theo đến các bác một chiếc áo khoác của lính Mỹ M65 Philaket, chuẩn hàng cấp phát cho lính Mỹ năm 1983. Tổng thể áo hiện giờ về nền màu thì có xuống màu đều, không không bị dính dơ lủng rách gì cả. Tổng thể về thẩm mỹ đạt khoảng tầm 85%, 80 đến 85% các bác nhé. Chấm tương đối là như thế, có xuống màu rồi, nhưng mà được cái là lành lặn và không bị dơ bẩn hay lủng rách ở chỗ nào cả. Thích hợp với các bác bình dân muốn tìm một con áo khoác của lính Mỹ để mặc giữ ấm mùa đông thì chiếc này cũng khá là tương đối, sử dụng rất tốt. Về size áo thì con áo này là size small regular, phù hợp với các bác có chiều cao trung bình từ 1m68 đến 1m73. 1m68, 1m73. Và có trạng cân trung bình từ 65 đấy, 65 đến 73 cân là các bác mặc đẹp rồi. 65 đến 73 cân. Size small regular thì các bác cứ 73 cân đổ về đi. 65 cân đổ lên là mặc đẹp. Tổng thể áo còn khoảng tầm 85%. Và có một số vài cái vặt lặt vặt là tí nữa em sẽ thông báo, bởi vì con tem là chiếc áo này này nó đã bị mờ tem. Đấy, nó bị mờ tem trong. Do cái người trước đây họ giặt khi họ giặt ấy, họ lấy bàn chải ấy, họ chà vào trong cái tem ấy, nên cái tem nó bị mờ mờ chữ rồi. Đấy. Còn mời các bác đi vào kiểm tra sơ qua cái ống tay. Đây là ống tay của nó đây. Nó không có bị dính dơ hay lủng rách gì. Rất là sạch, rất sạch sẽ. Ngoài ra thì các cái áo này nó có các cái vệt mờ mờ của cái cúc đấy các bác. Cái vệt mờ của cúc này, ấn lên này. Đấy. Như áo này trên đây cũng thế này, nó có cái vệt mờ mờ ấn cúc. Thế thôi. Còn ngoài ra thì cũng không có bị gì nghiêm trọng cả. Đây có một cái tem cờ cầu vai. Đã được kiểm định xong rồi các bác nhé, không có bị không bị rách lủng gì nguy hiểm đâu. Đấy. Ngoài ra là sử dụng cũng khá tốt thôi. Ngoài bình thường thì hay thấy em đăng các cái áo đời mới, những chiếc áo nó mới, nó ở cái dạng hàng bom tấn ấy, thì nó đắt đỏ quá, không có tiếp cận đến được các bác bình dân thôi. Thì em có sưu tầm thêm một số áo khoác của lính Mỹ nhưng mà giá cả nó bình thân bình dân, vì phần trăm nó cũng xuống đều rồi, cũng xuống rồi. Nhưng với những chiếc áo khoác của lính Mỹ thì các bác cứ yên tâm mà sử dụng, độ bền nó cũng rất là cao. Tuy chỉ có 80-85% thôi, nhưng mà các bác sử dụng bình thường mà biết sử dụng giữ gìn bình thường ấy, thì độ bền của nó cũng kéo dài được cả chục năm nữa, chứ cũng không có dễ gì mà hỏng hóc được. Về cổ nẻo thì các bác có xem đây nhá, đấy là cái con khóa đế vuông là General. Chất vải của nó vẫn còn lì lắm, còn lì, còn dày, dày và lì, cũng đanh cứng. Còn mời các bác đi vào xem cái ổ khóa nhá. Đây là ổ khóa đồng General 1983. Đế khóa đây, đế khóa rất là đẹp, cũng chưa bị rách rung gì cả. Con áo này khá là lành, lành lặn. Thì cái con đời năm 1983 thì nó sẽ có đời cũng tùy theo cái nhà thầu các bác. Tùy theo nhà thầu mà cái số lượng tem trên áo nó sẽ cũng phụ thuộc theo nhà thầu. Nếu nó của nhà thầu
nào đó thì nó sẽ được ghi tên nhà thầu vào và thông thường là nó chỉ có một tem. Những chiếc áo năm sau năm 1975 đổ đi ấy, thì những chiếc hai tem, những chiếc áo khóa đồng mà hai tem thì thông thường là nó của Bộ Quốc phòng, nó là thuộc của Bộ Quốc phòng thì thông thường là thấy hai tem. Những con như là sản xuất năm 1976 này, 1976, 1977 và 1983 là thường thấy những con khóa đồng hai tem. Đấy, nó là hàng của bên quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Như cái con đây này các bác, chữ nó chỉ còn lớt phớt mờ mờ thôi. Cái người trước đây họ dùng bàn chải ấy. Khi khi giặt rũ ấy, thì họ dùng bàn chải họ chà ấy. Đấy. Chà chà thì cái tem nó dụng dụng hết chữ đi, còn mờ mờ thôi. Nhưng mà con này là chắc chắn 100% là đời năm 83 rồi. Đời hai tem mà khóa của nó là khóa General này các bác nhá. Đời hai tem mà khóa General thì nó là chỉ có năm 83 thôi, chứ cũng không có cái năm nào, không có năm nào mà có hai tem đâu các bác nhá. Còn cúc bấm đồng của nó đây, nó là dòng cúc bấm đồng R RAU này. Nó là cái dòng đồng nguyên chất thì các bác. Đấy, vẫn còn chữ RAU khắc sâu vào trong kia kìa. Đấy. Chất vải thì vẫn còn lì lắm. Con này dùng để mà khoác đi làm với cả đi công việc linh tinh thì giữ ấm mùa đông. Thì độ bền của nó thì cũng cả chục năm nữa vẫn vẫn chưa hỏng được. Nó còn sử dụng rất là tốt các bác. Đây xìa phía sau lưng của nó đây các bác này, nó rất là sạch nhá, không bị bẩn cái gì cả. Và dây rút trên, dây rút dưới thì cũng có đủ cả. Đây dây rút trên, dây rút dưới. Còn một số các bác ấy thì hay lo lắng về vấn đề mũ nón thì các bác cứ yên tâm đi. Chiếc áo này mũ nón, mũ mão đầy đủ cả, không có bị hỏng hóc cái gì bên trong đâu, các bác cứ yên tâm. Đây. Rồi em quay phim là thông thường em quay phim một tay nên em cũng không có tháo mũ bao giờ, em chỉ có kiểm tra trước khi quay phim thôi. Đấy. Rồi là đầy đủ cho các bác luôn. Rồi bây giờ em đọc lại cho các bác cái trạng ký này để các bác xem thử có mặc được không nhá. Các bác có chiều cao ấy, chiều cao trung bình là cứ 1m68 nhá. 1m68, 1m73. Và nặng trung bình khoảng tầm 65 cân đến 72 cân. 72, 73 cân bon chen vào mặc vẫn được các bác. Cơ mà size small mà. Size small thì cứ 65 cân đổ lên. 73 cân quay về là mặc đẹp. Rồi, bác nào mặc vừa chiếc áo này thì gọi điện thoại cho em số 0937 741 741. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo, để nhận các cái thông báo khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các clip lần sau.